nhắn ai lên đất bảo hà. Quan Hoàng bảy a ơi à, bảo hà chính vì cùng tướng công đệ nhị hoàng nghi hai can qua căn qua dấu bể mi biến nhi rời hỉ. Kinh có chữ Nam Mô vang mà xông lên nọ chân còn nay vang mà xông lên hoàng bảy tung đuôi chép biến do giảng về cho đôi chữ bình an.
lúc ầm
công ông bảy người thích. Thuốc phiền keo siêu ông ngự thành thơ. Say vũ say thơ quan hoàng bảy ngồi say say nở tạc bồng tình tình rồi lại say. Say cùng tuy nguyệt câu kim say với non sông tròn thẳng ngày. Người phàm trần chúng con thì hồ xê mấy ai đã được say tang bồng hồ thủy hẹn ngày ông cho ghế họ trần được vinh. Tuyết trăng trăng sông như hương xưa tuyết cũ mây mờ. Chỉ bay bồng tấm thân vàng không nghĩ tới. Trong vũ trụ rồng không thế giới giấc mơ màng chốn ấy bồng lai. Cảnh thu nhàn tùng cúc trúc mai nơi tình mình thú riêng hoàng thiên thú. Ông bảy nhắn ai lên đất đi bảo hà cùng đây hà bảo hà nếm mùi phong nguyệt ni đó mới là đó là tiên cảnh thần tiên sáng sáng lưu phà tiên cảnh thần tiên trên bảo. Tiên cảnh thần tiên trên bảo hà. Có cây đua trên nóa la y a ngân tần ngân.
mê ngân tần ngân. Hoa đào năm ngoái ý mười phân, mười phân xa con kèm xa, sáng ngủ liêu và xa con kèm xa mười phân. Ô xa con kèm xa mười phân. Xin cung trăng ai hèn ý à, giờ bao giờ tình cờ hoàng đi chấm linh ý à, ông mới gặp được tiên ô tần à, sáng gặp tiên ô mê tình cơ, ô tiên đi là gặp tiên tình cơ. Giang tay mở hoa ý đào đồng đào vén mây cho tỏ ý an, lùi vào sơn bào hạ sơn, sáng ngủ liêu và sơn đi bào hạ sơn có lối sơn ni bào hà sơn có lối ngộ sắc ý à, hồng tươi hồng ngự còn tuần mã ý à, thân lóng ngóng cười về sáng ngủ điêu phà lòng nghi bà thần lóng ngóng cười về. Ô lòng nghĩ bà thần lòng cưới về. Non xanh ai đúc ý bầu đền bầu một ngày họ Trần đã là đệ tử ý a cũng là duyên nô mi nhiều nở nhiều sáng ô liêu và duyên ni là duyên có nở nhiều ô duyên là duyên có nở. Rồi ba chấm mi à, mà sao quê nửa vầng à, sáng quyết ý à, có lời thề mà súng sinh
sang ngu điều phàm. Dung nghi mà dung sinh nghi lời thế. Ô dung nghi bà dung sinh lời. Đông là bể tươi lên cây đức y ông bày bác câu. Bác câu tâm là tư tâm sáng ngu liêu và tâm mi là tư tâm ông bày ông bác câu. Ô tâm mi là từ tầm ông bảy ông bác cầu. Đồ gió tam thế bình an bình độ tướng vạn kiếp sinh cho vẹn đã son sang ngu liêu phà sinh nghi mà nhân sinh cho vẹn son. Chân tu
An Đức Hoàng Mười Trấn Thủ Nghệ An. Vì nguyện tiến bản làm quan y phủ dày rồi đánh đông mới dẹp mà bắt việc ngoài, việc ngoài bình nhung ý. Vì thân ngôn tân đạo đặng nhang phục thờ Trần Kinh có chữ Nam Mô. Vàng mà dâng lên kim ngân, vàng mà dâng lên Hoàng Mười đâu đôi chép biến rõ ràng thì cho họ Trần Bình An.
dịch bức mạnh nghi manh. Nửa đường hoàng tử lộ trình, lộ trình tới đây bắt tề tay tiên xuống xem diệu nào. Dâm nhất tuần sơ xâm lên bị ngọc cá cu đâm mới là mời sự quan hoàng sơ. Bắt tề tay tiên suốt nghi xem diệu nào. Nhị tuần là sân lên bị ngọc cá cu đồng mười là mười dự quan hoàng sơ. Bắt để tay điên xúc xén rượu đào. Tam tuần dung nâng lên điện ngọc kính vua ta muốn để các ô mê nâng mời là mời, là mời sức quan hoàng mười sơn. Hỏi chư tiệc ngọc hôm ni cung văn con thần bồng quan hoàng à. Sự ông về đến đây ông già ừ. Sự ông dừng tâm cho họ trần ghế ông lòng tâm chừng lệ cho thanh đâu do ngọ trần còn câu nên ước à, được trong gia chung đường thuận. Trời đất Nghệ An có anh hùng nghi hào kiệt. Chỉ tiếng ông mười ngày lâm liệt từng an xưa. Vùng gươm lên ngựa đề cờ, ông ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam. Sự mùi ba năm mùi kia răng còn mà gừng đà cay xin thàng có cay. Ngày hôm nay tình nặng nghĩa dày xa xôi mãi trong xứ Nghệ
ông vô đây. Ngự trên sập vàng bóng quan hoàng thập tòa hào quang rạng khắp muôn nơi đẹp sao đẹp quá đi thôi gặp bóng quan hoàng giá ngự để một đời vẫn gió thu về mưa thu đến chứ gây bao thương mình cho các đệ tử nhớ ước ao vô được đền ông họ dần con bác gửi cho thỏa năm mong thằng dẫu để lễ quan hoàng người ta ngược xuôi nam bắc đi về bốn phương ai cũng vô qua đền ông sớm tối đèn sông kia có cạn con đơn y hoa còn ghi nhớ mãi núi kia dấu mòn ơn đức hoa vẫn tựa vầng dương lòng con ước vòng đêm ngày để kính thiêng mộ trời bởi sung nghi người sinh nhân thế số hệ thiên cung xa mối quan ông đằng vân giá vũ thần thông giáng lâm cung vàng xó đời bình tâm tiến tinh hoàng gia tây phủ cho ghế hoàng xanh
bóng quan hoàng. Loan ra lưng cung vàng, mặc áo choàng gấm thêu hoàng hoa. Tay tiên viết câu thư thần, cầm quạt ngà bước chân. Tiên nữ thướt tha yêu kiều, đàn dựng lên khúc năm cung. Dòng vẫn lưu lô oanh vàng, để lòng hoàng xiết bao niềm vui. Khi xa chốn nhân gian rồi, mà lòng còn lên lưu đầy. Đền hoàng khói tỏa mây bay, huế nở hay hay đêm ngày nước chảy. Từ ba chỉ bay hết thầy thu đông, bắc nam xin lộc đền ông. Người đi mà ngờ nước dòng sông Nam. Trừ trăng kia bao tuổi trăng già, mà ghi họ trần năm ni bao nhiêu tuổi, mà cứ đẹp màu hoa hơn thùa nào. Ông gió núi ngọc cả non vàng, ai thời không biết ông đổ hoài dòng sông. Chứng tâm xâm lính ông nhận đông, họ trần ghế ông tâm đức mà tuyệt vời. Tuyệt vời làm mà sao, thank you.
ông về đồng mà ông nghe câu phủ cả vần thơ câu hò sử nghệ ba cung văn tâm nhất tâm con dâng nghỉ hoàng tâm nhất tâm con dâng nghỉ mà nước xuôi chỉ một dòng nghề cho nước xuôi chỉ một dòng mà vì cam cho quýt phải đèo bông vì cam gió quyết phải đèo bông họ dần nếu còn tranh lệnh xin ông kế cho bằng xin ông kế cho bằng cùng mình đón rước hoàng mười về bến thủy Nghệ An thành ra hồi cùng.